Old Covenant for Dummies. One more time, we are gathering here today to discuss content from the Old Covenant, the very foundation of Christianity. Hôm nay chúng ta sẽ cùng một lần nữa cùng với nhau tìm hiểu một nội dung trong Cựu Ước. Và bản thân tôi thì cho rằng sách Cựu Ước có rất nhiều sách và nhiều nội dung, nhiều nhân vật. Chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ những nhân vật này. There are so many characters, the peoples, the persons, the heroes, right? The good people, the great examples from whom we can learn. And they are all from the Old Covenant. Có rất nhiều nhân vật trong Cựu Ước mà có lẽ là các bạn cũng chưa từng nghe biết đến. Nhưng mà thực sự là họ có những câu chuyện khiến chúng ta đáng suy ngẫm. Today I'd like to introduce a very famous character. His name was Tobit. Một nhân vật mà tôi cho rằng có vẻ nghe hơi xa lạ đối với đa phần người Công giáo, đó là nhân vật Tobit, right? Sách Toby. Thì nhân vật này có một câu chuyện về một cuộc đời gọi là gì? A very pious person. Một con người rất sùng đạo, very faithful and extremely hardworking in praising God. Một con người mà sẵn sàng đặt mình vào những lần nguy hiểm để thực thi những điều mà người này cho là đúng, để tôn vinh Thiên Chúa. Thì câu chuyện trong sách Toby thì có rất là nhiều những câu chuyện nhỏ nhỏ đáng nói. Nhưng mà đây là thuộc phần đầu ở chương số 1, câu 16-20 có một số nội dung giới thiệu sơ bộ về những chuyện mà Toby đã làm. Mà ngoài ra còn nhiều chuyện khác nữa. And now let's take a look. Courage in burying the dead. In the days of Shalmaneser, I had performed many charitable deeds for my kindred, members of my people. I would give my bread to the hungry and clothing to the naked. If I saw one of my people who had died and been thrown behind the wall of Nineveh, I used to bury him. Sennacherib returned from Judea, having fled during the days of judgment enacted against him by the King of Heaven because of the blasphemies that he had uttered. Whomever he killed, I buried. For in his rage he killed many Israelites, but I used to take their bodies away by stealth and bury them. So when Sennacherib looked for them, he couldn't find them. But a certain Ninevite went and informed the king about me, that I was burying them, and I went into hiding. When I realized that the king knew about me and that I was being hunted to be put to death, I became afraid and took flight. All my property was confiscated. I was left with nothing. All that I had taken to the king's palace, except for my wife Anna and my son Tobia. Tobit thì trong một cái thời đại gọi là có rất là nhiều người ấy, bị những vị vua cai trị thời đấy giết hại những người tín hữu Do Thái. Thì nhân vật Tobit làm một cái chuyện đó là sẽ đi chôn xác những người này. Và khi bắt đầu bị phát hiện thì ông bắt đầu ông sợ và ông bỏ trốn. Thì ở đây cái khúc đầu có nói một câu là I did many charitable deeds. Tôi đã làm rất là nhiều việc lành phúc đức cho những người anh em của tôi. For my kindred, the members of my people. Và bất kỳ ai mà bị những vị vua này giết hại thì tôi sẽ đi chôn cất họ. Và ông ấy có mô tả là to take their bodies away by stealth. Lén lút lấy xác những người này đi và chôn đi. Ngoài chuyện này ra thì Toby có làm rất là nhiều những chuyện khác. Và ông ấy bị bắt bớ. Nhưng mà xuyên suốt câu chuyện của Toby, chúng ta thấy rằng người này giữ được đức tin của mình vững mạnh. He maintained his faith in the face of God. And so if a long time ago people began to do charitable deeds and to take care of their fellow believers, then we can do the same. Ở những thời đại ngày xưa khi mà bắt bớ nhiều như thế mà Toby cũng có thể làm những chuyện như là đi chôn xác kẻ chết, thì ngày nay chúng ta có lẽ cũng có thể bắt chước để làm những việc tương tự. Thì đến bây giờ thì chắc không đến nỗi đi chôn xác kẻ chết, nhưng mà mình sẽ có thể làm được những điều gì đấy cho những người anh em của mình, right? Cho những người cùng là Công giáo, hoặc là những người cùng là Thiên Chúa giáo, hoặc là cho những người thậm chí không chia sẻ một đức tin với chúng ta. We can do the same for them. We help them.
Và cái từ cụm từ là charitable deeds là cụm từ đáng lưu ý. Những việc lành. There are many charitable deeds that we can do for the people. And Jesus said that you are all brothers and sisters. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau trong một nhà. With God as our Father. And so, of course, when anything ever happens to one of our own siblings, we are going to help, right? Chúng ta đương nhiên là sẽ phải ra tay giúp đỡ những người trong gia đình của mình rồi. And that was the good example that was set by Tobit. Các bạn hãy đọc sách Tobit trong Cựu Ước. Sách này khá đơn giản. Đọc thì dễ hiểu hơn so với nhiều quyển sách trước đó. Right. So I suggest that you just take a look at the book of Tobit and learn for yourself how he pleased the Lord. Mà ông này ông ấy còn bị thử thách nhiều nữa. Ông ấy bị mù và sau một thời gian dài ông mới nhìn thấy đường. Yeah, just like that. So we learn. We're gonna learn from his example. Thank you, my friends. So Tobit is going to be the next topic for reading for you.